À, tiếp tục con em lại xin gửi đến các bác bộ guốc trèo cây này, bộ guốc trèo cây hai đinh phiên bản inox nhé. Thì hôm nay em đã test bộ này nên em bắt tổ ong chỗ kia để về nhà nuôi nhé. Thì mới phát hiện ra tổ này thì ở trên cây này đấy, để bắt về nuôi. Thì dụng cụ đi kèm em bắt ong đây, thì sẽ có luôn luôn một bộ quần áo bảo hộ này, quần áo bảo hộ vải bò này, một bộ guốc trèo cây để phục vụ để cho trèo cây dễ dàng này, một cái kéo cắt cành này. Thì là cành cây nó kia nó nhỏ em không trèo được thì em phải sử dụng cái kéo cắt cành này nhé các bác nhé. Đấy, kéo cắt cành này. Thì đây, hiện tại giờ em đang dùng bộ guốc trèo cây, đang buộc của chiếc trèo cây. Thì em đã giới thiệu rất nhiều về bộ guốc trèo cây này rồi và cách buộc, giới thiệu cho các bác thật là kỹ rồi ở trong những video trước. Bác nào quan tâm để vào phần video trước nhé, để xem lại những cái video em đã giới thiệu chi tiết về bộ guốc trèo cây này rồi và hình thức nó buộc nhé. Thì hôm nay em giới thiệu sơ qua thôi. Đây, đây là bộ guốc trèo cây hai đinh này. Thì bộ này các bác buộc chân ấy phải thật là căng nhé, thật là chặt nhé, để giúp các bác lúc trèo cây dễ hơn, dễ dàng hơn, di chuyển trên cây dễ dàng hơn nhé. Đó, đây là hình thích buộc bộ guốc trèo cây hai đinh. Thì đây em lại mặc bộ quần áo vải bò đây. Thì mình đi bắt ong ấy thì mình luôn luôn phải chuẩn bị thêm cho mình thêm một cái kính chống đáy này các bác nhé, một kính chống đáy. Thì kính này mình đeo vào trước đi, đeo vào cổ trước đi. Đấy, để mình mặc vào. Một cái mũ bảo hộ. Mũ bảo hộ nhé. Để tăng lên cái độ an toàn thêm cho mình khi mình đi bắt ong nhé các bác nhé. Đấy. Đây. Như bộ này như em một mình đi vẫn mặc được bình thường. Một mình vẫn mặc được như thế nhé. Đấy. Đây là mắt xong. Bắt đầu găng tay này. À, không. Bạn cứ ra kia. Ok. Đó. À, chuẩn bị cho các mình một cái dây đai này. Dây đai bảo hộ này. Dây đai bảo hộ. Cái dây này để bích để cho khi các bác đứng ở trên cây nhá. Là các bác vẫn buộc đứng được, vẫn làm được trên cây nhá. Mình không cần lấy. Đây. Ví dụ như đứng trên cây này. Đứng trên cây này. Đấy. Đấy, các bác vẫn đi lại được bình thường, đứng bỏ hai tay ra này, ngả về sau. Đây. Các bác nhé. Đấy, đây là về phần dây. Đấy nhá, bộ guốc trèo cây này cực kỳ dễ dàng nhé các bác nhé. Đấy, giúp các bác trèo cây dễ dàng hơn. Cây này hơi nhỏ nên là em trèo lại hơi khó một chút. Được không? Đấy. Nhìn lên đây, nhìn lên đây. Đéo nhìn được đỉnh cụ mày. Đéo nhìn được. Đâu được, đéo nhìn được. Bố bây giờ đâu phải nhìn cái gì. Dạ.
Đây các bác nhá, bên em đang tiến hành trèo cây và dùng cái kéo cắt cành bên em sẵn có luôn, là để cắt cái tổ ong trên ngày cây xuống đấy, bởi vì cái thân cây này nó bé quá nên bên em không thể trèo được nhá. Hãy lên đã phải dùng cái kéo cắt cành, cắt quả này nhá. Tiện thể đây em cũng giới thiệu luôn, cái kéo cắt cành này bên em thì em bán là cái kéo dài 4m nhá, kéo 4m dài 4m đấy, thân bằng thân nhôm, thân là nhôm nhá, lưỡi cắt em bằng gang, tay bóc bằng gang luôn nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu muốn mua hàng thì cứ liên hệ đến số điện thoại em đang ghi trên màn hình đấy, thì để gặp anh em trong tổ tư vấn bán hàng nhá, về quần áo bông, quần áo bắt ong và cái kéo cắt cành luôn nhá. Đấy, bên em đang thao tác để bắt cái tổ ong này xuống. Đấy, bắt tổ ong này xuống. Tổ ong này tuy là tổ ong bé thôi nhá, tổ ong bé thôi. Tổ ong bé thôi. Đấy, đang thao tác mà để cắt cái tổ ong này xuống, bởi vì cái cành cây nó rất là bé, mình không thể trèo lên được, phải dùng cái kéo cắt cành nhá các bác nhá. Đấy, rồi đã cắt được và đang đeo được xuống đây rồi. Đây, đây các bác nhá. Đấy, ơi bỏ hả? Đấy, các bác quan sát đứa em này. Đây, em cắt xuống đây nhá. Đây, tổ ong này rất là bé thôi. Tổ ong bé thôi nhá các bác nhá. Nó không được to lắm. Đấy, vào đây là cho các bác nhá. Bác nào có nhu cầu ấy thì cứ liên hệ đến số điện thoại của em nhá. Kéo cắt cành, kéo cắt quả trên cao nhá. Đây, đây, và em cũng đang mặc luôn là cái bộ quần áo gọi là quần áo bằng bạt ô tô đây, đang cao su ủng cấy nhá, ong mùa đốt chuyên nhá, các bác yên tâm về cái vấn đề gọi là chất lượng nhá. Đây em đang mặc đây bộ quần áo này, đấy, mặc bộ quần áo bắt ong bạt ô tô giá rẻ nhá. Đấy, đây thì đây bên em đang xuống đây, đây anh em này đang mặc bộ quần áo quốc trèo cây đây. Đấy, xuống rất dễ dàng thôi. Đấy, xuống mà cũng đã bỏ cái dây bảo hiểm ra luôn rồi, không cần dây bảo hiểm nữa. Xuống an toàn, hiệu quả, dễ dàng. Đấy, thì tổ ong này nó bé, nó cũng không có nhiều. Đây, rồi. Tổ này em sẽ bắt về nuôi nha các bác nhé. Tổ này sẽ bắt về nuôi. Rồi, thì em xin chào các bác nhé, hẹn con vào video sau nhé. Chúc các bác một mùa nuôi ong thật là thành công nhé, thành quả nhé. Nếu được 2 tầng mình cứ đi thôi. Bấm lên này, bấm lên thăng này.